Chào bác, quay trở lại với channel của em. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu bác là chim hút mật sắc pháo là nuôi thả tự do bác nhá. Con chim hút mật sắc pháo này của em thì là nuôi được hơn 1 tháng rồi bác nhá. Đấy, con này bây giờ là mình cứ nuôi thích thả ra lúc nào thì thả được các bác. Dấu hút mật thì được cái là nó nhanh dặn người đó bác ạ. Cứ tầm nuôi tầm 10-15 ngày mình chơi với nó thường xuyên là thả được các bác. Như con của em đây là em nuôi 20 ngày là bắt đầu thả được các bác. Có thời gian chơi với nó với lại là để cho nó hơi đói đói thì mình cho nó ăn thì là nó quen dần các bác. Đấy, con của em thì dạo này thời tiết ở đây thì đang mưa gió thành ra là lông nó hơi xù các bác. Với lại đang thay lông thì nhìn nó không được đẹp lắm, nhưng mà được cái là thả con này thả ra chơi rất hay các bác. Bác nào mà có thời gian rảnh rỗi với lại có điều kiện ở nhà chăm thì nên nuôi một chú hút mật các bác. Lông nó vừa đẹp vừa dặn người và nó thân thiện với mình đó các bạn. Nhiều khi thả ra cầm những nhánh hoa nó lại nó bay lại nó mật nhìn hay lắm đó.